Chào các em học sinh lớp 8. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập tính giá trị của biểu thức có tính quy luật. Bài tập tính giá trị của biểu thức. Câu A. A lớn bằng x mũ 2006 trừ cho 8 nhân cho x mũ 2005 cộng cho 8 nhân cho x mũ 2004 trừ cho chấm 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 cộng cho 8x bình phương trừ cho 8x trừ 5 tại x bằng 7. Bây giờ này, x bằng 7, ở đây số 8 thì 8 là bằng 7 cộng 1. Vậy là 8 chính là bằng x cộng 1. Ta có này. Ta có 8 thì bằng 7 cộng cho 1. Mà x thì bằng 7. Và nó bằng là x cộng 1. Vậy 8 là bằng x cộng 1. Mình thay vô A nè. Vậy A sẽ bằng x mũ 2006 nè. Còn 8 thì mình thay bằng x cộng 1. Vậy trừ cho x cộng 1 nhân cho x mũ 2005 cộng cho 8 thì thay bằng x cộng 1, và x cộng 1 nhân cho x mũ 2004 trừ cho chấm 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 8 thay bằng x cộng 1 và nhân cho x bình nha, nhân x bình nè, trừ cho x cộng 1 nhân cho x và trừ cho 5. Vậy thì A nó bằng x mũ 2006 nè. Cái này chúng ta lấy đơn thất nhân đơn thất từ x mũ 2005 nhân x, đây là x mũ 1. Nhân thì giữ cơ số là lấy mũ cộng lại với nhau. Vậy là trừ đi nè, đổi dấu thành trừ. X 2005 cộng 1 là bằng 2006 nè. Rồi cái này x mũ 2005 nhân 1 là bằng x mũ 2005 đổi dấu thành trừ. Vậy trừ x mũ 2005. Rồi tiếp tục cái này nhân vô. X mũ 2004 nhân x là bằng x mũ 2005. Còn nhân với 1 thì bằng chính nó cộng cho x mũ 2004. Rồi trừ nha. Chấm chấm chấm. Cộng x mũ 2 nhân x là x mũ 3 này. X mũ 2 nhân 1 là cộng x mũ 2. Rồi cái này là x nhân x là x mũ 2 đổi dấu thành là trừ x mũ 2. X nhân 1 là x đổi dấu thành trừ x và trừ cho 5. Em để ý cho thầy này. X mũ 2006 trừ x mũ 2006 là hết. Thấy chưa? Hết. Cái này cũng tương tự là hết nè. Rồi cái này nó sẽ hết luôn. Hết tới khi nào có đây cũng hết chưa? X bình trừ x bình là hết luôn nè. Vậy còn lại trừ x trừ 5. Được không? Trừ x trừ 5 nha. Vậy là A nó bằng trừ x đúng không? Trừ x. Để ý cho kỹ nha. Trừ x trừ 5 đúng không? Được chưa? Trừ x trừ 5. Mà x thì thay bằng mấy đây? Bằng 7. Vậy là bằng trừ 7 trừ 5 là bằng trừ 12. Vậy A bằng trừ 12. Được không này? A bằng trừ 12. Rõ chưa? A bằng trừ 12. Rồi tiếp theo là câu B. Câu B là ở đây họ cho biểu thức B ra nè. Mà cho x bằng 24. À, ở đây có 25, thấy 25 chưa? 25, 25, tất cả đều là 25. Vậy 25 thì bằng 24 cộng 1, vậy ta có 25 thì bằng 24 cộng cho 1. Mà 24 là x, vậy bằng x cộng 1. Vậy chỗ nào có 25 thì mình thay bằng x cộng 1. Vậy là B nó sẽ bằng x mũ 10 nè trừ cho
x cộng 1 nhân cho x mũ 9 cộng cho x cộng 1 nhân cho x mũ 8 trừ cho x cộng 1 nhân x mũ 7 rồi cộng cho chấm 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 trừ cho x cộng 1 nhân x mũ 3 rồi nó dài quá xuống nè, cộng cho x cộng 1 nhân x mũ 2 trừ cho x cộng 1 nhân cho x và cộng cho 25 thì nó bằng. Cái này là x mũ 10 nè. X mũ 9 nhân x là x mũ 10 đổi dấu thành trừ x mũ 10. X mũ 9 nhân 1 là x mũ 9 đổi dấu thành trừ x mũ 9. Cái này x mũ 8 nhân x là x mũ 9. X mũ 8 nhân 1 là x mũ 8. X mũ 7 nhân x là x mũ 8 đổi dấu thành trừ x mũ 8. X mũ 7 nhân 1 là x mũ 7 đổi dấu thành trừ x mũ 7. Rồi con này cộng cho chấm chấm chấm. Rồi x mũ 3 nhân x là x mũ 4 đổi dấu thành trừ x mũ 4 nha. X mũ 3 nhân 1 là x mũ 3 đổi dấu thành trừ x mũ 3 nè. Rồi con này là x mũ 2 nhân x là x mũ 3. X mũ 2 nhân 1 là x mũ 2. Rồi này là x nhân x là x mũ 2 đổi dấu thành trừ x mũ 2 nè. X nhân 1 là x đổi dấu thành trừ x và cộng cho 25. Rồi em xem nè. Em xem thầy chỉ nè. Đây. X mũ 10 với trừ x mũ 10 là hết chưa? Này cũng hết. Hết, hết, hết. Nói chung là hết hết luôn. Trừ x mũ 3 cộng x mũ 3 là hết luôn nè. X bình trừ bình là hết nè. Tóm lại còn gì đây? Còn hai cái ông này nè, chưa? Còn gì đây? Còn trừ x cộng 25. Được không? Nghĩa là bằng 25 trừ x á. Mà x bằng mấy đây? X là bằng 24 và trừ 24 cộng cho 25 thì bằng mấy đây? Bằng 1. Rồi vậy B bằng 1. Tiếp theo là câu C. Tính giá trị biểu thức C tại x bằng 79. Ở đây có 80 tới giờ, 80. Vậy 79 cộng 1 bằng 80 có nghĩa là 80 bằng 79 cộng 1. Vậy là bằng 80 bằng x cộng 1. Người ta có nè. 80 thì bằng 79 cộng cho 1. Mà x bằng 79 bằng x cộng 1. Vậy chỗ nào có 80 thay bằng x cộng 1? Vậy C sẽ bằng x mũ 7 nè. Trừ cho x cộng 1 nhân cho x mũ 6 cộng cho x cộng 1 nhân x mũ 5 trừ cho x cộng 1 nhân x mũ 4 cộng cho chấm 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 cộng cho x cộng 1 nhân x cộng cho 15 thì C nó bằng x mũ 7, x mũ 6 nhân x là x mũ 7 đổi dấu thành trừ x mũ 7, x mũ 6 nhân 1 là x mũ 6 đổi dấu thành trừ x mũ 6, x mũ 5 nhân x là x mũ 6, x mũ 5 nhân 1 là x mũ 5, x mũ 4 nhân x là x mũ 5 đổi dấu thành trừ x mũ 5, chú trừ trước nè, x mũ 4 nhân 1 chính là x mũ 4 đổi dấu thành trừ x mũ 4 cộng cho chấm 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 cộng x nhân x là x mũ 2, x nhân 1 là x cộng cho 15. Rồi xem nè, x mũ 7 rồi x mũ 7 là hết nè, cái này là hết luôn, hết 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 nè, hết luôn nè. Rồi cái này còn gì đây? Chỗ này sao bị sao rồi? Chỗ này nó bị sao rồi nè? À chỗ này nó sẽ hết mất cái này nè. Chỗ này nó bị sao bị mất. Chỗ này nó sẽ có là chỗ này nó có phần tử x mất này, nó sẽ mất chỗ cộng nó mất này. Mất luôn nữa nha. Vậy còn gì đây? Còn x cộng 15. Vậy C đó bằng x cộng cho 15. X là bằng 79 cộng 15 là bằng 94 đúng không? 94. Vậy C bằng 94. Câu cuối cùng là câu D. Tính giá trị của biểu thức D tại x bằng 14. Thì ở đây chúng ta có 15 này, 16, 29, 13. Thì 15 là bằng 14 cộng 1.
Có nghĩa là 15 thay bằng x cộng 1, 16 là bằng 14 cộng 2, thì là thay bằng x cộng 2, 29 là bằng 28 cộng 1, 28 là 14 nhân 2, vậy bằng 2x cộng 1, còn 13 thì bằng 14 trừ 1, vậy là bằng x trừ 1. Thì ta có nè. Rồi, 15 thì bằng 14 cộng cho 1 và bằng x cộng 1. Rồi 16 thì bằng x cộng 2, à 14 cộng 2 xin lỗi. 16 bằng 14 cộng 2 thì bằng x cộng 2. 29 á, là bằng 28 cộng 1. 28 thì bằng 14 nhân 2 cộng cho 1. Vậy bằng là 2x cộng 1. Còn 13 đó là bằng 14 trừ cho 1 bằng x trừ 1. Rồi thay vào thì được có là d bằng gì đây? X mũ 5 nè trừ cho 15 thay bằng x cộng 1, vậy x cộng 1 nhân cho x mũ 4. 16 là x cộng 2 nhân x mũ 3 trừ cho 29 thay bằng 2x cộng 1 nhân cho x mũ 2. 13 thay bằng x trừ 1 nhân cho x, rồi nhân vô x mũ 5 nè. X 4 nhân cho x là x mũ 5, đổi dấu thành trừ x mũ 5. X 4 nhân 1 là x mũ 4, đổi dấu thành trừ x mũ 4 nè. X mũ 3 nhân x là x mũ 4. X mũ 3 nhân 2 là cộng cho 2x mũ 3 nè. X mũ 2 nhân cho 2x là trừ, là 2x mũ 3. Đổi dấu thành trừ 2x mũ 3. X mũ 2 nhân 1 là x mũ 2, đổi dấu thành trừ x mũ 2. Cái này là chỗ này là x nhân x là x mũ 2 nè. X nhân trừ 1 là trừ x. Rồi D bàn gì đây, thu gọn lại nè. X mũ 5 trừ x mũ 5 là hết nè. Cái này hết luôn. Hết luôn nè. Cái này hết luôn là còn gì đây? Còn trừ x. Mà x bằng 14 thì bằng trừ 14 là xong. Vậy nè, vậy D bằng trừ 14. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.